Xin kính chào quý vị khán giả các bạn. Thưa các bạn, chuyên mục thầy thuốc gia đình chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một khán giả hỏi về là nếu như mà tôi bị mắc bệnh tim mạch thì có phải hạn chế việc ăn mặn hay không? Và ngoài cái việc ăn mặn ra thì chế độ ạn uống, ví dụ như ăn nhiều chất mỡ, nhiều chất đạm thì có được không? Và chuyên mục thầy thuốc gia đình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới câu hỏi của vấn đề này. Thưa các bạn, về phần lớn người bị mắc bệnh tim mạch thì đây là một trong những cái bệnh lý mà nó mang tính chất là nó có liên quan đến các bộ phận khác trong cơ thể. Và vì vậy là thường thường là khi bị suy tim, khi bị các dối vấn đề về bệnh lý tim mạch thì tim bao giờ đi cùng với mạch, mà các vấn đề đó sẽ đi cùng với các bệnh lý về thận, về gan và đương nhiên là hệ thống đường hô hấp. Và chính vì vậy là các bệnh nhân về tim mạch thì thông thường là các thầy thuốc bao giờ cũng đưa ra những lời khuyên, và trong đó thì các bạn lưu ý là bao giờ bác sĩ cũng khuyên hạn chế ăn hai cái chất đó là mặn và chất béo. Tại sao lại phải khuyên ăn giảm ăn mặn và tại sao lại khuyên phải giảm ăn béo là lý do như sau. Thường cơ thể chúng ta sẽ có một cái lượng máu tuần hoàn, ví dụ như là khoảng 5 đến 6 lít máu tùy theo cân nặng và thể trạng cũng như mức độ to lớn của mỗi người. Thế thì cái lượng máu ở trong chúng ta, cơ thể chúng ta thì nó có cái lượng muối hằng định đó là 9 phần nghìn. Thế thì càng ăn mặn thì đương nhiên là chúng ta càng phải uống nhiều nước vào để trung hòa, để giúp cho cái lượng muối đó nó đảm bảo ở cái mức độ điện giải 9 phần nghìn. Thì đương nhiên là như vậy là sẽ việc ăn nhiều, uống nhiều mặn và uống nhiều nước thì sẽ làm tăng cái gánh, tăng cái tải lao động làm việc của tim, và tim co bóp nhiều quá, co bóp nặng đè giống như là cái xe máy phải chở quá tải thì đương nhiên nó sẽ bị hại hơn và nó sẽ nhanh hỏng hơn. Một ngày người trung bình chúng ta ăn khoảng 5 đến 6 gram muối, tương đương với hai cái thìa cà phê, mỗi nhỏ xíu là hai thìa như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta ăn giảm bớt đi một tí thì tùy theo cái năng lượng và theo cái nhu cầu của chúng ta thì đương nhiên là cái tim chúng ta sẽ giảm đi cái việc làm việc do việc chúng ta ăn nhiều muối, chúng ta phải uống nhiều nước và khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Và cái việc ăn mặn đó chúng tôi lưu ý là không phải là bỏ hoàn toàn muối mà nên ăn nhạt hơn so với những người bình thường khác ở cộng đồng và ăn nhạt hơn theo những cái người khác mà cũng ăn cùng trong gia đình. Vậy thì đương nhiên là việc ăn mặn chúng ta phải lưu ý là những thức ăn mặn như cá khô, dưa muối rồi các cái nước chấm, rất rất nhiều các loại gia vị mà mặn đó thì chúng ta cũng kiêng và cũng hạn chế chấm cũng như là hạn chế ăn, thậm hạn chế uống những đồ nước đó. Về bản chất thì người bị mắc bệnh tim chúng tôi lại không khuyên là kiêng ăn chất đạm, bởi vì chất đạm về bản chất là nó là cái chất tốt cho cơ thể và tạo ra năng lượng cũng như các chất nội tiết, và thậm chí có những người bệnh lý là chúng tôi lại khuyên rằng là kiêng ăn mỡ nhưng phải ăn nhiều chất đạm là chất thịt đấy ạ. Thì chúng ta lưu ý vậy vì những chất đó nó có lợi cho sức khỏe và có lợi cho các hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Vậy thưa bạn, không có một ai có một cái chế độ cụ thể rõ ràng hoặc là theo liều lượng cả, mà mỗi một cơ thể chúng ta thì đều có nhu cầu ăn uống lao động làm việc khác nhau, cho những sở thích khẩu vị khác nhau. Vì vậy là nếu như có những vấn đề về sức khỏe trên cơ sở bị mắc bệnh tim mạch thì chúng ta cũng thường xuyên lắng nghe cơ thể của mình và tham khảo tư vấn của các bác sĩ để giúp chúng ta có một chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.